Má nào đặt cái này vậy? Hello, xin chào cả nhà. Theo như yêu cầu của mọi người thì hôm nay mình xin phép tiếp tục unbox đồ hàng bom. Đây mọi người ạ, kiện hàng lần này thì có giá trị x đôi kiện hàng lần trước. Không biết là lần này mình có nhiều đồ sử dụng được không, chứ lần trước là chỉ có 3 trên 9 đồ dùng được thôi. Để mình sẽ bóc hàng ra nha. Đếm xem là có bao nhiêu kiện hàng nha. Tổng cộng là có 11 đơn. Kiện hàng lần trước thì có 9 đơn. Kiện hàng lần này gấp đôi giá trị kiện hàng lần trước nhưng lại chỉ có 11 đơn. Cũng không hiểu lắm. Kệ đi, bây giờ mình sẽ unbox nha. Đầu tiên, cái này bao tiền đây? 345.000. Quần jean mọi người ạ. Nhưng mà không biết là của nam hay của nữ nhỉ? Bóc vào xem nha. Ôi giời, size L nhá. Size L là mình thì mới không bận được rồi. Chỉ là một chiếc quần trung bình thường thôi. Mình thấy là cái quần này mình sẽ không mặc được rồi. Cái này là áo thun 111.000. Bác con. Quần kia chất cũng đẹp đấy, nhưng mà size L thì mình không mặc vừa được. Chắc là mặc đi quay được mọi người ạ. Nhìn cái mình nhìn cái hộp này nó quen quen nha, hình như là đây là cái lớp xịt giữ make up ở trên TikTok đang nổi ở trên TikTok hiện nay hay sao ấy. 189.000 nhưng mà bôi đen hết rồi nên là không đọc được nó là cái gì luôn. Đó, mình đoán đúng mà, là cái xịt giữ make up. Tại đợt gần đây mình thấy nó cũng nổi ở trên TikTok. Nhưng mà mình không có nhu cầu nên là cũng chưa mua. Wow. Thế lần này nhất định là mình xuống thử rồi. Đúng luôn nha. Vậy là có hai đồ dùng được rồi mọi người ạ. Tiếp tục. Lần unbox hàng này mình có thể mình thấy là có vẻ là suôn sẻ hơn đấy. Đây là giá trị đơn này là 316.000. Áo lót mọi người ạ. Sẽ bóc qua nha. Wow, hai cái áo này mà 316.000 thì chắc là cũng là hàng đẹp đây. Má nào đặt cái này vậy? Ôi trời ơi, size 34 mình không thể mặc được. Mình mặc size 38 cơ. Cả hai cái đều size 34 à? Ew. Cái màu này nó còn bị dây cái gì vàng vàng lên nè. Không mặc được. Bé quá không mặc được. Fail rồi. Đồng hồ điện tử. Bị che mất ấy rồi. Bị che mất cái giá trị rồi. Trời ơi, cái này mình dùng kiểu gì ba? Cái này chắc cho thằng Bon dùng quá. Để mình thử. Bóc xịn, bóc xịn. Cái này chắc là phù hợp cho mấy bạn con trai dùng hơn. Chứ mình không có nhu cầu dùng cái này. Thôi cũng được, cho thằng cu nhà mình dùng. Cũng đẹp.
Gì đây? Khuôn vẽ lông mày. 39.999 đồng. Cái này chắc là mình không dùng là dùng, tại vì mình tự kẻ lông mày được. Ui giời, đây con vẽ lông mày đấy mọi người ạ. À, như thế này hả? Không biết là nó có ích không, nhưng nhìn như đồ chơi. Tai nghe không dây 123.000. Ủa, tai nghe đây hả? Có 100.000 gì kiểu gì đấy. Không biết là có ổn không nữa. Trời, nhìn như siêu nhân ý. Nè, chắc là bạn có trai nào đặt cái này chứ. Mình nghĩ con gái không ai đặt cái này đâu. Đây, xong rồi dí hai cái tai nghe vào. Cái này để cho Giang con dùng đi. Đây, có cả dây sạc nữa. Không dùng được. Cái này có 15.000 thôi mọi người ạ. Được bôi đen xì là chả đọc được cái gì hết. Cái này không dùng được. Không dùng được. Là một cái dây chuyền thôi mọi người ơi. Chắc là cái này. À, vòng tay không phải là dây đeo cổ. Cũng xinh xắn đấy. Bảo sao 13.000 thôi. Mình chắc là sẽ không dùng tới đâu. Đơn này có vẻ to này. Cái gì đây? 87.000. Bôi đen cái tên rồi không đọng được. Wow, cái gì vậy? Nhìn như ba lô ấy. À, ba lô thật mọi người ạ. Cái này là ba lô, chắc là thằng Bon nhà mình đeo được. Chắc là cute nha. Cũng ưng, xinh xắn. Cái này dùng được. Nhưng mà là Bon dùng được chứ không phải mình nha. Mình không thể đeo ba lô này đi làm được. Đây là móng tay giả. 25.000 thôi. Nói già. Đây mọi người ạ. Chắc là mình không có cơ hội dùng với nó đâu. Cái này không dùng được nữa là buồn lắm này. 136.000. Cái gì đây? Để mình xem nào. Mình không đọc được tại người ta mua đen mất rồi. Ôm điện thoại nha các bạn. Trời, iPhone X. Cái này chắc là XS Max. Nhưng mà mình đang dùng 14 mà dùng kiểu gì đây? Bao da luôn nha. Trông rất là chắc chắn và xịn sò. Nhưng mà mình không dùng được. Tổng kết lại, sau khi unbox 11 đơn hàng thì chắc là chỉ có một cái xịn make up này là mình dùng được thôi. Còn tất cả thì fail hết mọi người ơi. Chán ghê luôn mọi người ạ. Đấy, lần trước thì 9 đơn thì còn dùng được 3 đơn. Lần này 11 đơn chỉ dùng được có 1 đơn thôi. Đây là lần unbox thất bại nhất của mình. Bạn nào mà muốn mình unbox tiếp thì hãy comment phía dưới nha. Mọi người comment nhiều vào để mình lấy động lực. Chứ thực sự là unbox kiểu này là mình bị đau ví. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Bye bye.